PC Homie xin chào mọi người nha. Hôm nay cùng mình đến với sơ đồ 4141 nha. Và mình sẽ review về huấn luyện viên Geza luôn nha. Thì cái sơ đồ này nếu mà nói đúng ra rất hợp với lối chơi Takadada luôn đó mọi người. Nếu mọi người không tin có thể dùng sơ đồ này kết hợp với chiến thuật áo quai mà xem. Tạt bao sướng luôn. Giờ qua xem thử đội hình đội bạn thử mọi người ha. Chu cha đội hình kìa, mọi người có thấy hai cánh của đối thủ là gì chưa? Này là chơi tạt rồi, mọi người thấy mình nói đúng không? Đã chơi tạt thì kết hợp với chiến thuật ao quai là chuẩn bài nhất rồi đó. Và mình sẽ hướng dẫn mọi người cách phòng thủ khi gặp đối thủ chơi chuyên về tạt như này nha. Giờ thì vô trận thôi mọi người ha. Như mình có nói sơ đồ mình đang dùng chuyên về tạt, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người hai kiểu tạt. Kiểu thứ nhất là tạt lực tím, kiểu thứ hai là tạt lực thường. Nhưng này được gọi là treo bóng hay còn gọi là bấm bóng bổng chứ không ai gọi là tạt. Vậy thì hai kiểu này khác nhau như nào? Thì mình sẽ nói kiểu thứ hai trước nha, là tạt với lực thường. Mình không có ý định chơi tạt, nên hai cánh của mình mọi người có thể thấy, mình dùng toàn cầu thủ để ngoặt bóng vô trong và dứt điểm thôi. Như tình huống này chàng vầu của mình thuận chân phải, nhưng mình vẫn tạt vô trong bằng chân không thuận là chân trái. Mọi người xem thử nha. Và mọi người có nhìn thấy sự khác biệt ở đây là gì không? Tuy là chân không thuận nhưng từ đường tạt cho tới điểm rơi của trái bóng có độ chính xác rất rõ ràng. Còn nếu như ở tình huống này mọi người tạt với lực tím, mình dám đảm bảo rằng trái bóng có tỷ lệ đi ra ngoài đường biên là rất cao so với mọi người tạt với lực thường. Để mình làm lại tiếp pha nữa cho mọi người xem nha. Và mọi người thấy anh mười tạt bằng chân nào rồi đúng không? Tuy là chân không thuận nhưng mọi người thấy rồi đó, hai pha đều có điểm rơi cực tốt và có độ chính xác cao nữa. Nên hãy tạt lực tím khi cầu thủ đó thuận chân phải và đá cánh phải thì mới nên dùng lực tím. Còn nếu đá cánh phải nhưng thuận chân trái thì hãy tạt lực thường nha. Mọi người thử đi, không làm mọi người thất vọng đâu. Và mọi người cũng có thể thấy tuy là mình chơi chiến thuật possession game, nhưng sơ đồ này áp dụng tạt là khá tốt. Nên nếu với sơ đồ này mà còn kết hợp với chiến thuật áo quai nữa, thì mọi người nghĩ sẽ còn tạt tốt như nào? Bây giờ thì đến phần review Geza thôi mọi người ha. Thì đối với mình riêng về chiến thuật possession game, dù có là huấn luyện viên nào đi chăng nữa thì cũng không có khác biệt gì quá lớn về lối chơi. Vẫn là phong cách kiểm soát, vẫn là lối chơi phòng thủ bắt bài là chính. Chỉ khác ở chỗ là lần này chị Mi đang muốn đa dạng hóa lối chơi, nên mình thấy hầu như những huấn luyện viên mới ra sau này đều có hai sở tay cả. Và chắc mọi người có chung một câu hỏi là có nên mua hay là không? Thì mình sẽ trả lời như sau. Nếu mọi người đang chơi possession game thì nên, còn mọi người không chơi thì không nên. Vì ở mùa trước mọi người nhớ lúc ra bắt đội tuyển quốc gia không? Quá trời huấn luyện viên hai sở tay rồi. Việc mua thêm Geza cũng không khác biệt gì quá lớn so với những ông huấn luyện viên cũ. Vậy mua chỉ cho phí, còn mọi người mua để sưu tầm thì mua thôi, nghỉ ngợi làm gì. Mình nói này là mình chia sẻ thật, những huấn luyện viên có poster nói thật với mọi người mình phun luôn rồi, không thiếu một người. Và nhờ làm sơ đồ cho mọi người thì mình đã dùng gần hết các ông đó rồi. Nếu mà để nói về ông huấn luyện viên chơi chiến thuật possession game mà khác biệt nhất đó là ông huấn luyện viên Tây Ban Nha, nên có lấy thì lấy ông đó hay hơn. Còn mọi người ai muốn mình làm sơ đồ và chiến thuật về ông huấn luyện viên Tây Ban Nha thì bình luận cho mình biết nha. Mình sẽ làm chi tiết cho, để xem nó khác nhau như nào ha. Còn về sơ đồ bạn nhờ mình làm có hợp với chiến thuật possession game không? Thì mình sẽ nói là hơi khó thuần nha, vì sơ đồ này khi có bóng nó sẽ là 4-1-4-1, nhưng khi không có bóng nó sẽ thành 4-5-1, và khi không có bóng sơ đồ này sẽ phòng thủ với 9 người. Mà như vậy khi chuyển đổi trạng thái từ phòng thủ qua phản công, với chiến thuật possession game này là rất chậm, mọi người cần phải đắn nót rất nhiều, và với sơ đồ này thì nó rất over hợp với chiến thuật quick và áo quai hơn. Và rồi mọi người xem mình phòng thủ ở tình huống này, mình chủ động kéo cầu thủ chạy về để ổn định đội hình trước. Và khi cầu thủ mình chạy gần tới khung thành của mình rồi, mình đột ngột đổi hướng và dập nhanh vào. Và khi mình đột ngột lao lên như vậy sẽ làm cho đội bạn bất ngờ, không kịp xử lý. Mình hay dùng cách này để phòng thủ nếu lỡ mất bóng đột ngột. Và sau tình huống mình cướp được bóng thì mình lại chuyển lỗi. Nhưng mọi người có thể thấy đội hình lúc này hầu như không có ai di chuyển quá nhiều. Và đội hình chia cắt rõ ràng luôn 9 người thủ và đúng một ông tiền đạo ở trên. Vì vậy nên mình mới nói sơ đồ này hợp với chiến thuật quick và ao quai là vậy đó mọi người. Nhưng nếu mọi người đã lờ thích sơ đồ này quá rồi và vẫn muốn chơi sơ đồ này cùng chiến thuật possession game thì mình có một cách giải quyết như này. Thay vì mọi người để hai CMF như mình sắp xếp lúc đầu, mọi người chỉ cần đổi thành một anh EMF và một CMF, lúc này nó sẽ ra một sơ đồ khác, cách vận hành cũng khác và đã cực kỳ mượt luôn. Vì sao lại như vậy? Vì hai CMF họ phải có trách nhiệm hỗ trợ phòng thủ nữa, nên mọi người sẽ thấy lúc nào cũng có 9 người thủ ở nhà là vậy đó, và tiền đạo của mình luôn trong tình trạng đói bóng. Nhưng khi mọi người đổi một CMF thành một anh em F thì đó lại là câu chuyện khác. Lúc này vị trí ông anh em F sẽ đứng nhô cao hơn, sẽ là ông gắn kết giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Lúc này mọi người sẽ có đủ thời gian câu kéo cho đội hình mình chạy chỗ, chứ không kiểu bí như mình đang đá ở trận này. Và cách mình vừa nói mình cũng có làm rồi, mọi người có thể kiếm lại để xem nha, đá cực sướng luôn.
pha này mình thủ ngáo quá, xem tí nữa là xong với đội bạn rồi, hên thủ môn pha này hay. Và từ đầu video đến giờ mọi người thấy mình không cho đội bạn tạt luôn không? Bắt đội bạn phải đổi chiến thuật bật vô trung lộ mà trung lộ thì bị mình bắt bài gần hết, hầu như sút không quá nguy hiểm. Mọi người xem mình phản công pha này thử nha, xem có giúp gì được cho mọi người không? Chỉ có anh 10 với anh 7 trong pha này thì mình phải phản công như nào đây? Pha này bắt buộc mọi người phải xử lý nhanh, chứ nếu mà giữ bóng lại chờ đồng đội chạy lên thì chỉ có mất bóng hoặc không phản công được. Ở pha này chọc khe cũng không được, mà truyền cho anh 7 xong cũng không làm gì được. Tại mọi người có thể thấy sau lưng anh 10 toàn là cầu thủ đội bạn, không có lấy một bóng cầu thủ của mình đâu. Vậy thì mình phải làm sao? Hãy chọc khe bóng với lực tím nhằm câu kéo thời gian cho anh 7 chạy chỗ. Khoảng cách của anh 10 với hai cầu thủ đội bạn là khá xa, đủ thời gian để anh 10 lấy đà và tạt. Lúc này vừa hay câu kéo được một khoảng thời gian để anh 7 chạy chỗ cắt mặt ông cầu thủ đội bạn. Và mọi người cùng xem nha, mọi người thấy anh 7 di chuyển cắt mặt ông cầu thủ đội bạn chưa? Giờ chỉ có phạm lỗi thôi chứ làm sao mà lấy được bóng. Và qua người gọn gàng liền, giờ xuống đối diện thủ môn quẩy nhẹ sờ kêu một phát nữa, rồi ghi bàn thôi mọi người ha. Ở video trước mình có nói với mọi người rồi, truyền hay chọc khe, lực tím hay lực thường, rất là mấu chốt. Nó có thể giải quyết vấn đề của mọi người một cách triệt để, nếu mọi người dùng đúng người đúng thời điểm, tuyệt vời, nếu sai người rồi còn sai thời điểm nữa thì toang nhà. Vậy thì cách vận hành sơ đồ này như thế nào đây? Sơ đồ này mình có nói rồi, thuần chơi về tạt. Thì nếu đã thuần chơi về tạt thì bài tấn công ở sơ đồ này chủ yếu sẽ là hai cánh, rồi từ hai cánh mọi người luân chuyển bóng vô trong trung lộ cũng được, hoặc từ cánh này qua cánh đối diện cũng được luôn, còn không nữa là tạt. Và thật sự mình cũng muốn xin lỗi mọi người với bạn nhờ mình làm về sơ đồ này. Đợt này mình đã không được tốt, đã vội đá ngáo, nên có thể mọi người sẽ không nhìn thấy rõ ràng nhất, cũng như chi tiết nhất về lối chơi cũng như chiến thuật của ông huấn luyện viên này. Mình hứa sẽ làm lại một trận khác chi tiết hơn, rõ ràng hơn và cụ thể hơn nha. Xin lỗi mọi người nhiều. Với lại trận này mình gặp đối thủ cũng dễ nên cũng thắng được, chứ gặp ông căng căng tí với lối đá này chắc mình thua sớm rồi. Thôi thì mình xin tóm tắt các ý chính ở đây. Hẹn mọi người ở video sau mình sẽ đá chuẩn chỉ lại cho mọi người xem nha. Huấn luyện viên ghê già có nên mua hay là không? Nếu mọi người muốn thì mua, còn không thì thôi để dành coi. Chờ mấy ông huấn luyện viên sau mua sẽ ổn hơn, chứ mình thấy không khác gì mấy, nếu so với mấy ông huấn luyện viên có chiến thuật possession game. Còn về sơ đồ, nếu mọi người để hai CMF như mình thì việc phòng thủ khỏi lo, cứng ngắt luôn, nhưng phản công rất bí. Thay vào đó mọi người đổi một CMF thành một anh em F thì công sẽ dễ hơn. Còn nếu mọi người vẫn thích để hai CMF thì hãy vô phần cài đặt của huấn luyện viên, vào mục attack chọn một CMF, thì lúc này sẽ có một CMF nhô cao hơn, thì lúc này việc triển khai bóng cũng như phát động tấn công cũng được tốt hơn. Về cách vận hành sơ đồ này, ở những sơ đồ mà có tiền vệ cánh thì mọi người hãy tập trung bóng cho các ông tiền vệ cánh nhiều nhất có thể, vì vị trí này luôn luôn thoáng, rồi từ đó mọi người muốn phối hợp vô trong trung lộ hoặc luân chuyển bóng từ cánh này sang cánh khác nó cũng thuận lợi hơn, hoặc bí quá mọi người có thể takadada cũng được luôn. Và ở đầu video mình có nói là sẽ hướng dẫn mọi người cách phòng thủ khi gặp đối thủ chơi tạt, nhưng đối thủ lần này của mình chơi tạt chưa hay, nên thôi để mình đá lại trận khác, gặp đối thủ căng căng tí mình lên video luôn nha mọi người. Đó cũng là toàn bộ các ý chính ở video lần này, cho mình xin lỗi tất cả mọi người một lần nữa. Về việc làm cầu thả của mình lần này, mình sẽ cố gắng khắc phục ở những video sau. Đối thủ mình bị ép mấy pha liên tục nên thoát mất rồi. Mình xin dừng video ở đây luôn nha.